Xin chào ngày mới các bạn, hôm nay là 16 tháng 5 và hôm nay là ngày gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Tại Malaysia, hôm nay là ngày Nhà giáo. Ngày sinh của ai? Đặng Huy Trứ, ông sinh vào ngày 16 tháng 5 năm 1825, là quan ngự sử ở triều đình nhà Nguyễn, là một nhà cải cách Việt Nam thời cận đại. Ông là ông tổ của nghề chụp ảnh ở Việt Nam và là người đầu tiên đưa kỹ nghệ đóng tàu phương Tây du nhập vào Việt Nam. Janet Jackson, bà sinh vào ngày 16 tháng 5 năm 1966, là nữ ca sĩ Mỹ. Bà được xem là một biểu tượng văn hóa nổi bật trong hơn 30 năm qua, là con gái út của gia đình Jackson. Bà bắt đầu sự nghiệp với bộ phim truyền hình The Jackson năm 1976, với hơn 100 triệu đĩa nhạc được tiêu thụ. Jackson là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất lịch sử âm nhạc đương đại. IU, ca sĩ, nhạc sĩ diễn viên Hàn Quốc, cô sinh vào ngày 16 tháng 5 năm 1993. IU là thần tượng và nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc vào năm 2017. Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ bóng đá người Việt Nam, anh sinh vào ngày 16 tháng 5 năm 1995. Sự kiện Masuo Basho, cùng đệ tử là Kawai Sora, bắt đầu du hành phía bắc đảo Honshu, hành trình nổi tiếng nhất trong văn học Nhật Bản. Và năm 1689, cũng vào ngày 16 tháng 5. 16 tháng 5 năm 1770, Marie Antoinette, 14 tuổi, kết hôn với Louis Auguste, 15 tuổi, người sau này trở thành vua nước Pháp. Vào năm 1929, tại Hollywood, lễ trao giải Oscar lần đầu tiên được diễn ra vào ngày 16 tháng 5. Năm 1975, nhà leo núi Nhật Bản, Tabe Junko, trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. 16 tháng 5 năm 2007, Nicolas Sarkozy nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Pháp. Vào năm 2011, cũng vào ngày 16 tháng 5, ST-134, chuyến bay lắp ráp cho trạm ISS, được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, là chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Endeavour. Năm 1988, cũng vào ngày này, một báo cáo của bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ Everett Koop tuyên bố rằng các đặc tính gây nghiện của nicotine tương tự như là heroin và cocaine. Tạm biệt các bạn, nhớ đón xem vào sáng ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin chào!